quý vị khán giả chúng ta đã đến với nhà đường trực tiếp tại sân bóng đá Quốc Hưng của Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi trận cầu giao hữu cho buổi chiều tối hôm nay, ngày đầu tuần ngày 18 tháng 7 2022, một trận tài của cả đội tám với Việt Nam và Đại học Y Dược Hà Nội phần hiệu phía Nam. Trung báo của cao thủ tám với Việt Nam ngày hôm nay sẽ thi đấu với trang phục chắc trắng đỏ với bộ đầy trang dũng này bên phía bên trái trước màn nhỏ của quý vị. Thì vừa rồi một của Hà Nội bóng đá chính thức được bắt đầu. Trong khi đó, trang phục sắc cam đen là trang phục thi đấu của FC Dương Hà Nội. Và tất nhiên, họ sẽ trang dũng thêm bên phía cánh phải trước màn nhỏ của quý vị. Sẽ thực hiện tình huống đá phạt cho cao thủ tám với Thành Nam. Giật đạn nót đánh đâu! Xuất phát từ một tình huống đá phạt, cao thủ tám với Thành Nam đã mở tỷ số trận đấu này. Lưới ghi bàn đang là cầu thủ số 10 Văn Thành. Tình huống khá đẹp mắt. Kim Vé là người đã thiện và đá phạt vừa rồi. Bóng trèo và có điểm rơi tốt để giúp cho số 10 Văn Thành mở bảng tỷ số ở trận đấu này. Và bóng rất mạch lạc. Và tất nhiên đó là một tình huống bóng tốt dành cho cao thủ tám với Thành Nam. Vừa rồi chúng ta đã quan sát tình huống quen trọng cho thấy có một chút bị hút phòng ngự của cao thủ Hoàng Cam. Hiện nay thì họ có một bóng trường tài, có thể nói là các cầu viên vừa rồi là bóng đã tìm được sang ngang. Khiến cho thủ thành Văn Tân khá vất vả. Sau đó thì trọng tài cũng đã xác định có lỗi hạ bóng của đối phương. Đúng qua. Chưa được. Và đó lại là một cú dứt điểm nữa, và lần này là tình huống dứt điểm từ xa của cao thủ tám với Thành Nam. Người ghi bàn đó là cầu thủ áo số 7 ở Văn Hiệp, và đang đến từ cầu thủ đang đá ở vị trí phòng ngự cánh trái cho cao thủ tám với Thành Nam. Nâng tỷ số lên là 2-0. Có một chút tác động còn là nhỏ ở trong vòng cấm của anh Tiến, và nó mang đến sự bất ngờ để giúp cho cao thủ tám với Thành Nam có bàn thắng thứ hai. Sau khi có bàn thắng thứ hai thì họ đang có một loạt những sự thay đổi cho đội hình của mình, trong đó Đức Hòa, Quang Đông và cả người mới ghi bàn. Đội bóng dứt điểm rồi, sau nhiều nỗ lực thì cao thủ Hà Nội cũng đã có được bàn thắng dành cho riêng mình từ cái bàn rất tốt của số 4 Hoàng Linh. Lần này ở phía giữa hệ thống bầu cử của cao thủ 80 Thành Nam là một khoảng trống quá lớn. Cao thủ Hoàng Cam cũng đã có nỗ lực để có thể phân phối bóng cùng với nhau. Tỷ số đi xuống ngắn 4-2 cho cao thủ Dương Hà Nội. Phần điều tại phía nam. Trưởng lượng của Kim Thiên từ đảng sóng vai trò thay thế vị trí của Quang Đầu cho hệ thống công thủ của 80 Thành Nam. Khi có mặt thể nhất lúc này, Kim Thiên chúng ta có những pha cắt bóng khá tốt. Đấy! Đó là tình huống toàn xuống hay của Phạm Thăng. Quá tuyệt vời!
một pha bóng mà cả người kiến tạo cùng với người ghi bàn cũng đều rất hoa đảo. Có vẻ đó là tình huống kiến tạo của Quốc Thụ. Bóng như rót một cách rất ngọt ngào dành cho người đồng đội Phan Đăng ở tuyến trên băng lên và sau đó là dứt điểm. Cũng nhiều những pha bóng mà số 36 dâng lên trước đó, nhưng khi anh dâng lên thì ngay tiếp theo có bàn thắng nên là tỷ số lên 3-1, tiếp lập lại trạng thái dẫn trước 2 bàn cho cao thủ 80-5. Như vậy là cả hai đội hình của cao thủ áo trắng đều đã có bàn thắng. Những pha bóng của họ đã rất đơn giản, quý ơi, cú ghi bàn thành công. Tỷ số cũng ngay tiếp theo được rút ngắn cho cao thủ của sư Hà Nội. Đội thứ ba ở trong tình huống vừa rồi để rút ngắn khoảng cách. Cầu thủ vào số 8 Trúc Kiên cũng mới vào sân về phía sân khách đối thủ. Ngay từ cách của bàn số đã được rút lại là 2-3. Với cú pha về má khá tốt. Trận này dẫn trước 2 bàn cũng không được duy trì quá lâu. Không phải lên công. Dừng những cầu thủ áo vàng cam nhưng vẫn còn còi dành cho cả thủ 8X. Nỗ lực của Quang Trai. Ngay bên Quang Trai vẫn chưa ghi bàn. Sự đứng trước của Quang Trai cũng đã thi đấu rất hay và góp cùng 1-3 bàn thắng của cả thủ 8X trước các thủ trẻ với 8-3 hợp định. Cũng rất quan trọng. Điều đó có một sự nhóc nhăn thì họ sẽ làm xuất sắc. Triển khai tấn công rất nhanh, cơ hội quan trái, rồi chân trái bóng đi ra ngoài nhưng trọng tài tấp phải chỉ tay vào chấm phạt bền. Penalty dành cho cầu thủ 8X Thành Nam. Quang Trái đã bị phạm lỗi ở trong vòng cấm. Cơ hội để cầu thủ 8X Thành Nam ghi bàn thắng thứ 4 để nới rộng khoảng cách trở lại trên bàn tỷ số của mình. Cầu thủ áo số 79 Lê Hải sẽ là người được trao cho tình huống penalty này. Tuy nhiên, một cầu thủ bên phía sân khách Hà Nội cũng đang tỏ ra khá đầu với nỗ lực can thiệp trước pha đưa bóng khó chịu của Quang Trái. Thử thách dành cho vị trí gác đêm của cầu thủ sân khách Hà Nội. Pha xử lý trên chấm penalty rất gọn gàng. Sai số nào cả. Số này là 42 cho cao thủ 8X Thành Nam. Chúng ta cũng quay trở lại để tiếp tục theo dõi diễn biến đấu thứ hai của style của cầu thủ 8X Thành Nam và Dương Hà Nội tại sân Quốc Hưng. Trong trận đấu thứ hai này, nhà đội bóng vẫn giữ quyền phạt sân của mình. Cầu thủ 8X Thành Nam vẫn chân giữ thành bên phía cánh trái trước bàn nhỏ của quý vị. Và cầu thủ Dương Hà Nội chân giữ thành bên phía cánh phải. Thì bù khép lại với tỷ số đang tạm thời là 4-2 nghiêng về cầu thủ 8X Thành Nam. Với những pha làm công là bóng của thành bàn của Văn Thành cùng áo số 10 và sau đó là Văn Hiệp. Và những bàn thắng của số 76 Phạm Thăng và 79 Lê Hải, những người có mặt ở đội hình 2 trong đội áo trắng. Sau đó thì cũng đã phạt ở đầu hiệp 2 cho cầu thủ Dương Hà Nội. Tình huống xử lý tốt của cầu thủ áo số 4, đó là cú đúp dành cho Hoàng Linh. Rất gọn gàng và tỷ số rút ngắn còn 3-4. Pha xử lý kỹ thuật. Thì vậy lại là trạng thái rút ngắn khoảng cách cho cầu thủ Dương Hà Nội trước 80 thành nào. Lần này nó đến sớm hơn khi mà hiệp 2 mới chỉ bắt đầu mà thôi. Trong khi đó là Nhân Đức, xử lý cầu thủ Hoàng Linh người ghi bàn thắng.
Pha cắt bóng khá mạo hiểm. Cố không vào. Tưởng chừng như bàn thắng dành cho cao thủ 80 Thành Nam. Đó là cơ hội của Phạm Đồng và cả Văn Thành. Tuy nhiên thì cả hai cú dứt điểm của Agure đều bị chặn lại bởi hệ thống phòng ngự của cao thủ bên phía Đức Hà Đông. Thường xuyên khá tốt, Phan Bách. Bóng bổng hơi mạnh rồi. Đức Hoa di chuyển khá tốt của Đức Hoa. Vẫn là Đức Hoa. Sự sướng đấy. Thủ thành đối phương mang ra rồi. Phạm Đông có cơ hội. Như vậy là bàn thắng vẫn có dành cho Phạm Đông. Nỗ lực rất đáng khen ngợi của các cầu thủ 80 Thành Nam. Và cái tên đó chính là Đức Hoa. Và sau đó thì lần này Phạm Đồng đã có thể tận dụng thành công. Tỷ số được nâng lên là 5-3 cho cao thủ 80 Thành Nam. Các cầu thủ bên phía Dương Hà Nội họ đã đẩy đội hình lên rất cao. Và ngay sau đó thì những tình huống tấn công của cao thủ 80 Thành Nam có khá nhiều sức ép lớn về phía thành của họ. Phần bóng của cao thủ Dương Hà Nội đánh đâu. Đó là nỗ lực của Văn Bách. Rất đáng tiếc là không thể dứt điểm. Trận chung kết vừa qua cũng đang gặp khó cho đội chủ nhà tấn công. Đội bóng muốn đi qua. Cú đường dứt điểm từ xa. Bỏ đá vào góc cho tình huống ra chân vừa rồi của số 5 Đức Hòa. Đội bóng chuẩn bị bước vào phần nửa thời gian thi đấu của hiệp này. Tại vị trí đá cao nhất trường công của cao thủ 80 Thành Nam. Thành Tiến. Quả bóng khá tốt, cơ hội dành cho Quang Trai. Bật gôn. Tuy nhiên trọng tài không công nhận bàn thắng. Bóng chạm tay trước đó của Quang Trai. Là một tình huống sát tô của Quang Trai để có thể ăn mừng. Tuy nhiên thì tính quả hề đã cất lên. Mạnh đúng lúc đi bóng thương dụng của đội Trung Hà Đức. Tuy nhiên thì Gào cũng đã áp sát để có thể thu hòa Mạnh. Cơ hội cũng đánh chấm rồi. Anh Tiến chờ bóng vào. Tỷ số là 6-3. Bây giờ thì Santo hoàn hảo với bàn thắng của các cầu thủ bên phía 80 Thành Nam. Tỷ số đã tiếp tục được gia tăng. Và đây cũng là lần đầu tiên mà các cầu thủ 80 Thành Nam có được khoảng cách lớn nhất trên trận đấu này trước cú đúp của mình. 3 bàn thắng. Ở kết quả là 6-3.
từ đầu tháng 9 đến tận nơi được sử dụng trong khung khổ đầu tiên. Thì cho đến hôm nay thì anh mới thành công cho quyền thân Lê Ái Quang Trái. Điều bóng tìm tuần qua tổng cửa sân rất đáng tiếc, và lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại trận đấu giao hữu của cao thủ 80 thầy năm và cao thủ Dương Hà Nội tại sân bóng đá Quốc Hưng. Và bàn tỷ số chung cuộc là 7-4 nghiêng về cao thủ 80 thầy năm. Và đó là những gì mà chúng ta được chứng kiến, và cảm ơn đội bóng đã mang đến trận đấu ngày nay, và cảm ơn quý khán giả và theo dõi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những trận đấu tiếp theo. Còn bây giờ tôi và anh Nhiên cùng anh em ekip Tân Đài chào tạm biệt.